Morgana đi rừng thì được một điểm cộng so với Morgana hỗ trợ, đó là cái lượng AP bạn có nó sẽ rất là nhiều. Và qua đó thì cái lượng lá chắn từ khiên đen nó sẽ khó bị bóc đi hơn. Nhưng phía bên kia cũng có rất là nhiều những cái nguồn sát thương phép tầm xa để có thể bóc đi cái lá chắn, ví dụ như là phi thạch hay là quang địa chấn hay là thùng rượu nổ. Rất nhiều công cụ mở đến từ bên phía của D+ Gear và cho phép họ đánh một con Lulu hỗ trợ. Một hỗ trợ đang không phải là hot nhất trong meta, khi mà trong khoảng thời gian vừa qua thì những hỗ trợ mở với giáp máu của Mock được lựa chọn nhiều hơn. Game đấu đầu tiên trong trận đấu BO3 giữa DK và Quantum Freak trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024, giai đoạn vòng bảng chuẩn bị được bắt đầu. Lượt đi giữa hai đội chuẩn bị được diễn ra với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport, và rất là hy vọng các bạn để lại thêm cho tôi nhiều lượt tương tác trên các nền tảng khác nhau như Facebook, TikTok và cả trên YouTube nữa. Ta đang được thấy cái thông số về việc là cái thời gian tiêu tốn ở rừng của đối phương là nhiều hơn đấy từ cớt. Nó cho thấy được rằng là anh ta rõ ràng là đang có một cái tốc độ farm và một cái tốc độ áp lực vào rừng của đối phương là hiệu quả hơn so với lại con Vi của Lucid. Lucid cấp 5 đang muốn ăn cho mình con rồng nguyên tố ăn lén rồng à? Tình huống ăn lén rồng, nhưng ngay lập tức là có thông tin thôi, Andil di chuyển ra sông để có thể kiểm soát, và anh ta thấy được Lucid bắt buộc phải đấm qua tường rút lui để dành cho người đi rừng bên phía của DK mà thôi. Và anh ta lại tiêu tốn thêm một khoảng thời gian nữa, người đá còn đó ở cánh dưới chưa thể farm được. Lucid lại quay lại, lại dùng trừng phạt. Và đây là một tình huống mà Aiming và Kaolin thì lại có được ưu thế ở cánh dưới khi mà họ đẩy trước với pha di chuyển ra sông để kiểm soát của Andil. Và với việc Showmaker di chuyển trước như thế này thì đây sẽ là dòng đầu dành cho D+ Gear, một động thái gỡ gạc cũng là khá ổn khi mà lượt sâu hư không lần một chắc chắn là cơ sẽ ăn rồi. Rất cần sự hỗ trợ đến từ các đường của D+ Gear để Lucid có thể trở lại ván đấu, và anh ta cuối cùng cũng đã có được con rồng nguyên tố đầu tiên. Mặc dù chưa có chiến công đầu nhưng trong khu vực rừng vẫn đang là lợi thế cá nhân dành cho Cớt, với khoảng chừng 20 chỉ số các vật rừng đang nhỉnh hơn so với Lucid. Đúng là sâu 2 là bên phía của DK sẽ phải cân nhắc. Một là họ sẽ phải đẩy Aiming cánh dưới để có thể bỏ sâu ăn giáp trụ cho Aiming. Chứ nếu không thì giao tranh sâu hơi căng. Thêm một yếu tố nữa là đội hình của Quang phải... thủ dầu đổ đẩy tốt đến từ anh Thà, và đó sẽ là tình huống đấm thẳng luôn và mạng chiến công đầu dành cho King Gần. Thế nhờ, đó là một tình huống mà tình huống đi ganh tới từ Lucid, nó là một pha anh ta đi từ đường đi ra chứ không phải đi từ sông đi lên. Điều đó khiến cho pha xử lý của Kingan làm Dudu thực sự bất ngờ. Đây chúng ta cùng nhìn lại pha xử lý tốt đến từ anh Thà Kingan. Pha làm chậm thùng rượu thương, đáp thùng rượu nổ ve, đẩy lăn bụng vào, đấm thẳng mặt. CC quá nhiều, tốc biến vẫn nằm thôi, tôi tin là như vậy. Dudu giữ lại tốc biến pha sau dùng. Và chiến công đầu dành cho đứng trên bên phía của D+ Gear. Nãy tính nói đến cái vấn đề là nếu như mà bên phía của DK bỏ con sâu 2 thì nó sẽ hơi nguy hiểm. Tại vì đội hình của Quantum Freak là đội hình có Tristana. Cớt đang bắt đầu di chuyển để kiểm soát sâu lượt 2. Và mặc dù có một đợt lính đẩy trước khu đường giữa, nhưng Showmaker cũng không thể làm được gì hơn cả. Đúng. Tầm nhìn sông hiện tại đang là vấn đề lớn đối với bên phía của D+ Gear. Họ đang có ý định bỏ qua sâu để xuống kiểm soát sông dưới. Sông dưới và rồng 2 có lẽ sẽ là điều bên phía của DK hướng tới được. Có địa chấn, không tới tầm. Andil rút lui về không dính xung điện cao thế. Bởi vì Aiming đang không có tốc biến, cho nên là bên phía của DK cũng không thể nào giao tranh được ở sâu 2 này. Họ muốn tấn công vào Leaper. Leaper có tốc biến di chuyển của học. Nào, đây là đỉnh điểm luôn, lấy máu. À, xung hô đột vào, sát thương quá nhiều và dồn đam quá khít đến từ bộ đôi của DK. Nó là R trước Q sau Tùng ạ, và Lucid không cho phép Leaper dùng bất cứ một cái gì cả. Anh ta chết chạy trong pha vừa rồi. Và với một điểm hạ gục như thế này thì mặc dù mất thêm 3 con sâu hư không ở lượt 2 nữa, tôi nghĩ DK hoàn toàn hài lòng. Và họ có thể mất thêm cả con rồng này vì không có chiêu cuối tới từ Lucid để giao tranh nữa. Nhưng ít nhất là họ duy trì cái lượng kinh tế nó rất tốt với hai mạng hạ gục mà Lucid can thiệp được. May cái mạng vừa rồi, mạng vừa rồi mà cho Aiming thì làm 10 điểm. Nhưng mà thôi được, Lucid ăn mạng cũng được để anh ta, thứ nhất là anh ta đỡ thọt hơn so với con Morgana, và cái thứ hai là Aiming vẫn có được giáp trụ sau cái điểm hỗ trợ mà anh ta cùng với lại Lucid có được ở cánh dưới. Rồi trước quy sau thì chịu rồi, pha này gọi là gần như là chết không kịp ú ớ gì cả đến từ vị trí của Leaper. 2-0 khởi đầu dành cho DK, nhưng ít nhất là Quantum Freak có được mục tiêu nha. Họ ăn được 6 sâu và một con rồng nguyên tố vẫn đang kiểm soát tốt đến từ con Morgana này đến của vị trí cớt. Ôi cô bồ cấu rỉa rất khó chịu, khóa bóng tối, vùng đất chết, chưa kể là pha bắn thần bí đến từ Leaper cấu rỉa nữa. DK hiểu được rằng họ không thể nào mà gọi là kéo dài những cái pha 4-4 ở cánh trên được. Chúc cứ luôn à? Luôn đến từ Dudu, kéo vị trí King gần vào, nhưng sát thương rõ ràng sẽ là không đủ. King gần còn chiêu cuối, giữ chiêu cuối lại, lăn bụng rút lui với tình huống kích tăng tốc pha. Lợi một chiêu cuối đến từ đường trên của D+ Gear ở pha di chuyển cánh dưới. Nhưng sứ giả đã thuộc về Quang Đông Freak rồi. Và liệu Showmaker có gặp nguy hiểm hay không? Đây quang địa chấn Lucid
chính xác là vị trí của Bulldog gặp nguy hiểm với pha tấn công này đến từ Lucid. Showmaker tốc biến quặng địa chấn và đó sẽ là một tình huống phi thạch nữa chưa đủ đam. Quang đường chấn vừa rồi đã được dùng và Showmaker chỉ có phi thạch thôi, anh ta không đủ sát thương với đúng một chấm máu rút lui đến từ Bulldog. Còn khu vực đứng giữa là một pha dẫn sứ giả vào hút vào trụ một đến từ vị trí của Andrew và anh ta sẽ di chuyển về với pha kích tốc cùng với đồng đội mà thôi. Mặt đất dậy sóng được bung ra, người bị kẹt lại là Leaper nhưng anh ta có di chuyển khoa học, có tốc biến để có thể rút lui về và có trụ luôn dành cho bên phía của Quang Đông Phích với con sứ giả vừa rồi. Bởi vì đội hình bên phía của họ đang đạt được những ngưỡng sức mạnh, nhất là con Vi và Talia cần phải có được những tình huống combo tốt để tạo tiền đề cho Jerry của Aiming gây sát thương. Cớt đang cố gắng khóa và những cái khóa của anh ta ở nãy giờ nó rất là chuẩn nhá. Cớt đang có một cái phong độ khóa bóng tối phải nói là cực kỳ ấn tượng ở trong ván đấu này. Andrew tốc biến ma thuật xuống tìm góc để sẵn sàng với một tình huống mở giao tranh, nhưng KDF tôi nghĩ rằng họ nên đứng ở ngoài và cấu rỉa đi. Mặt đất dậy sóng đặt ra chia đôi bức tường khá là tốt đến từ vị trí của Showmaker, ăn rồng nhanh sau đó là rút, tôi nghĩ là như vậy, đến từ DK và trừng phạt những người thắng là Cớt. Khóa bóng tối không thành công, Lucid vẫn đang còn rút lui về nhưng đó là động đất instant giữ chân để đạt đỉnh điểm được bật đến từ vị trí của Aiming. Thùng dầu nổ không quá tác dụng đến từ Kingen nhưng nó vẫn tạo ra một góc bắn tốt đến từ Aiming. Aiming đang bắn được, Aiming bắn gục một người rồi, Aiming bị làm choáng bởi Andrew nhưng Aiming có được triple kill và đó là triple kill dành cho xạ thủ bên phía của D plus Kia. Ở đây là một pha cung ánh sáng cấu rỉa tốt tới từ Leaper, người đang bị cấu rỉa nhiều đó chính là V của Lucid, người cũng đã không có phép bỏ cho tốc biến và khả năng mở của DK có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào Kingen trong ván đấu này. Không có mầm hồi phục thì phải, không có mầm hồi phục, Lucid không có nguồn hồi phục, anh ta đang rất là khó với việc là chỉ còn nửa cây di chuyển vào để ăn người đá để hồi máu à. Nhưng ăn người đá thì liệu có kịp ăn rồng không? Lucid đang ở rồng rất xa và anh ta cần phải đấm qua tường ngay lập tức để có thể có mặt cùng với đồng đội của mình ở hang rồng. Đã có mặt ở hang rồng đến từ Lucid, một pha có thể sẽ làm mở nhanh đến từ người chơi được giữa bên phía của DK. Cái đó là bức tường đạn xa của Showmaker nhưng ngay lập tức có khiên đen, Bulldog đang bắn, Bulldog bắn ngược lại vào hai chủ lực bên phía của D+K. Anh ta đẩy lui vị trí của Lucid, anh ta nhảy thẳng vào tấn công vào Showmaker nhưng lăn bùng tốc biến tốt đến từ King gần bắt được Leaper rồi. Leaper một chấm máu nhưng đã có hai mạng dành cho bên phía của Quang Đông Freak và Aiming bị kẹt lại trong vòng vây ba người, anh ta không bắn nổi. Khi đó là sức cản lực tốt đến từ Dudu, mạng shutdown dành cho vị trí của Dudu và đó sẽ là pha quét bốn người, thậm chí là quét sạch dành cho Quang Đông Freak khi một mình anh ta không thể làm được gì cả. Double kill dành cho Bulldog, dòng nguyên tố thứ ba dành cho Quang Đông Freak và họ đang hướng tới con Baron. Dòng nguyên tố thứ ba dành cho KDF và đó là một pha giao tranh mà Bulldog đã lên tiếng. Tristana 2 trang bị rưỡi của anh ta cũng đang có chỉ số farm vượt thời gian tới 30 chỉ số farm và lượng sát thương anh ta gây ra trong pha giao tranh vừa rồi là quá lớn. Đó là lý do vì sao mà Cớt ưu tiên cái khiên đen dành cho người chơi đứng giữa của KDF chứ không phải là Leaper. Và đó là một pha giao tranh mà Bulldog đã không phụ lòng người chơi rừng của mình. Anh ta nhận được khiên đen, hóa giải combo Talia cùng với V của đối phương và bắn hạ từng người một của Diplokia, giúp cho KDF có được con rồng nguyên tố, có được Baron và có một pha giao tranh thắng ở đây. Rất chủ động nha, Bulldog bait luôn mà anh ta đứng cao để anh ta bait combo. Ngay khi ngay có cái combo anh ta nhảy về và với cái khiên đen anh ta không bị choáng bởi cái cú chiêu cuối giữ chân lại của Lucid. Bắn hai người luôn. Anh ta bắn hai người, anh ta đẩy Lucid ra, rất mất rất nhiều máu từ Lucid, nhảy thẳng vào lấy cái quyền trượng của Showmaker. Sau đó hạ cùng Showmaker qua lại bắt tiếp vào Kingen luôn. Kingen có mạng nhưng ở bên phía bên kia thì Aiming không thể cân ba được với sự hỗ trợ của Kellen và kể cả là con Lulu này không năng lượng cũng nằm luôn với cú double kill dành cho Bulldog. Một tình huống giao tranh quá tuyệt vời đến từ bên phía của Quang Đông Freaks và đúng là giá trị đến từ Morgana lượt pick, lượt lựa chọn để khắc chế bộ đôi V và Talia. Andrew bị đẩy về, ngay tức là câu trả lời đến từ bên phía OD plus Kia. Baron có đến từ Quang Đông Freaks nhưng họ lại đang đánh nhau và Andrew bị kẹt lại rồi. Aiming có góc bắn tốt, Aiming có mạng, dây chuyền trục tội bật ra để có thể hồi máu giúp Kingen rút lui, kết hợp với một cái khổng lồ hóa nữa và KDF mất người, họ đang hơi rén với pha tấn công của mình. Và đây là một tình huống chiếm sông trước dành cho bên phía của Quang Đông Freak. Họ đang triển khai cấu rỉa tới từ Leaper. Họ có một Morgana đã có đồng hồ của Cớt và anh ta cũng có tốc biến để có thể mở. Và anh ta sẵn sàng có thể đứng ở ngay phía sau để làm hỗ trợ chứ không cần phải mở nữa. Chính xác, DK cần phải câu được cái khiên đen này nếu như họ muốn chơi combo Vilia. Nếu như còn cái khiên đen thì tức là Lucid sẽ rất khó với một pha mở. Cung ánh sáng chúng hai người và Kellen, anh ta mất nửa cây bắt buộc phải nhấn dây chuông trục tội để hồi máu. Pha cấu rỉa đặc là khá tốt đến từ bên phía Quang Đông Phích. Lucid vào một mình à, Lucid thấm máu, Lucid dính thiêu đốt, Lucid đang được nhận hồi máu cũng như là lá chắn đến từ vị trí của Kellen và anh ta vẫn sống nhưng rồng thì không còn cho đi cây nữa. Một pha lao vào, Quang Đông Phích rất tỉnh nha, họ ngắt đam rồng, họ tấn công của Lucid, ép tốc biến của Lucid, ép đấm của Lucid và ép máu khiến cho Lucid phải rút lui ở cái ván đấu ở thời điểm hiện tại. 4 dòng nguyên tố dành cho Quang Đông Phích, 3 dòng lửa với stack dòng lửa như thế này với linh hồn dòng của họ nữa. Điều kiện thắng đang được đảm bảo đến từ Quang Đông Phích. Và liệu Aiming có gánh được DK ở ván đấu này hay không? Đây mặt đất dậy sóng, lần này không có khiên đen nữa. Bulldog bị cả là ăn quang đen chấn và chuẩn bị nằm xuống rồi. Bulldog không gỡ được mạng nào cả. Cánh tre thì đang có một tình huống mà Kingen dính luôn cho mình pha áp chế và anh ta cũng đi theo hay không? Anh ta rất trâu, chưa đủ sát thương.
Udok nằm xuống và cảm giác là Quang Đông Phích đang hết đam rồi. Lucid anh ta được hồi máu và anh ta vẫn đủ lượng máu để tiếp tục triển khai con Baron đến từ bên phía của DK. Hai chàng này 4-5 trong tình huống này, DK hết chiều nhưng họ đang hơn về lượng nhân sự, nhưng tạm thời chưa vào Baron vội đến từ DK khi mà Lucid quá thấp máu. Ấy mình thì vẫn đang giữ thế, vẫn đang cố gắng giữ đam. Baron Showmaker đang có một cái đường vòng, đang là một cái thế gọi là bánh mì kẹp thịt đến từ bên phía của DK. Ở tình huống này Showmaker đánh thông nổ vòng sau, mục tiêu của anh ta sẽ là Curse và Leaper. Ở trong tình huống này Lucid thấp máu bắt một phèo giao tranh, quang đều chấn vừa rồi nó chỉ lấy được cái khen đen đến từ Curse và thôi, nhưng khoảng trống tạo ra dành cho mình. Mình thấp máu, mình tốc biến tìm kiếm Curse. Mình có được mạng, mình tiếp tục với xung điện cao thế để có thể làm chậm vị trí của Curse. Bên này thì Kingan có một pha làm chậm với lại thùng rượu thường, nhưng như thế là đủ cho DK rồi. Họ có được thêm hai mạng nữa sau mạng của Bulldog và bấm B về nhà mua trang bị. Rất tiếc cho bên phía Diplett kia là cái ngưỡng máu của họ lúc này là quá thấp để ăn Baron. Đội hình đối phương đã nằm xuống, đó là ba người và chỉ còn Skarner cùng với Rael mà thôi. Nhưng họ vẫn có thể trở lại cái nhịp thứ hai của mình để kiểm soát con Baron này trong khoảng thời gian mà Leaper và Curse đang trên bảng đếm số. Bulldog đã xuống bảng, nhưng đây vẫn phải là tình huống 3-5 tới bên phía của KDF trong một khoảng thời gian khoảng chừng 20 giây để câu giờ dành cho người chơi đi rừng của họ xuống bảng đếm số. Và 20 giây đó có vẻ là đủ để bên phía Diplettia nghĩ tới con Baron thứ hai của bản đấu này. DK không vội vàng, họ bấm B về nhà bởi vì họ hiểu được rằng là cái tốc độ di chuyển của họ là đủ ở trong tình huống này để di chuyển ra Baron, và sẽ là con Baron ở phút thứ 33 dành cho bên phía của Diplettia. Baron thứ hai trên bản đồ, một ván đấu quá hấp dẫn, linh hồn rồng lửa dành cho KDM, nhưng một pha bắt lẻ tốt đến từ cặp đôi Vilia và cái quắc đen chấn này. Mặc dù Curse đã rất tỉnh táo để có thể phản ứng với một tình huống Kennen, nhưng anh ta phải mất thêm một đồng hồ nữa và Leaper không có được cái góc bắn tốt. Anh ta phải di chuyển quả, anh ta phải tốc biến, nhưng anh ta vẫn nằm xuống dưới họng súng của anh mình, dưới những viên gạch đến từ vị trí của Showmaker. Hai mạng trong đó có mạng chủ lực thứ hai của Quang Đông Freak là Leaper. Thì Baron mở cờ trước mặt DK và họ làm được điều đó, tiếp tục là chủ tiền thưởng mục tiêu dành cho Diplettia ở cánh trên. Đường đồ này không có kháng phép, không có chống chịu. Gặp Vi và Talia sát thương hỗn hợp là chắc chắn là đi. Udu đang rất là dày máu, Andy thì cũng tương tự là như vậy với cái giáp máu của Mock của anh ta vẫn đang cố gắng cấu gì. Ấy mình làm gì đấy? Lướt thẳng sang luôn ạ. Ấy mình lướt thẳng qua tìm kiếm, nhưng anh ta bị dí combo rồi. Ấy mình bật luôn điện đạn tìm kiếm, anh ta bắn được một người, đó là một bức tường chặn ra rất hay. Thùng rượu nổ đầy được cất về và không có khiên đèn nữa. Cất nằm xuống, anh ta lên tiếng. Và Diplettia có hai mạng, họ sẽ có được thêm con rồng ngàn tuổi trong tình huống này mà thôi. DK tiếp tục bắt lẻ thành công và tưởng là Aiming vấp, nhưng không. Anh ta nói rằng là có tiền đề, anh ta mới lướt qua tường. Aiming giúp cho DK cùng với lại Kingan giúp cho DK có được thêm một mục tiêu lớn nữa là con rồng ngàn tuổi. Sức sát thương vô cùng kinh hoàng của Diplettia với con Jerry 4 món trang bị của Aiming. Khăn giải thuật đao thủy ngân, thanh tẩy tốc biến có, khổng lồ hóa có, hồi máu keo lin nữa, Mikael các kiểu nữa. Rồi chứ kể là Mikael nữa, đây thứ thì làm sẽ thế nào động vào được vị trí của Aiming ngay bây giờ, trừ khi một tình huống mà Aiming ấp ấp từ từ đã. Lucid bị có máu nhiều quá rồi, tốc biến lăn vùng rất là nhanh và đó là Bulldog bị đẩy về. Bulldog bắn sang trên tầng, Aiming đang free shot, Aiming đang bắn đập từ tuyến ngoài, nhưng đây vẫn là chủ ba đến từ bên phía Quang Đông Phích và họ có được mạng của Kingan. Một pha ngắn tuổi, dòng ngắn tuổi đến từ Showmaker, đó là cái mặt nạ của anh ta. Mạng đổi mạng, nhưng rõ ràng là Quang Đông Phích khi mà mất Bulldog thì họ sẽ rất yếu. Và Lucid băng thẳng vào với tàu Sumudo, sức tương ra đến từ Showmaker. Quang đến chân của anh ta không thành công, gớt nhấn cho mình đầu gối sau mình khi tay chung cuối. Nhưng ấy mình đang bắn được vòng ngoài, dòng ngàn tuổi giúp cho anh mình như một cô máy gây sát thương vậy. Anh ta bắn hết tất cả mọi thứ ở trước mặt, người ta đang bị tạm thời giữ chân lại, bị ủi vào tường. Anh ta đang đổi nào, và không có bất cứ thêm một mạng nào nữa dành cho DK. Chỉ là một pha đổi ngang về mạng mà thôi, 3 đổi 3 đến từ hai đội. Và để xem KDF sẽ phải bắt vào con Jerry của Aiming như thế nào khi anh ta vẫn còn tốc biến. Đội hình của KDF lúc này chỉ còn một cái tốc biến duy nhất trên người của Andy mà thôi. Đang là một cuộc Aram nhẹ nhẹ ở tại khu vực đứng giữa đến từ cả hai bên trước khi tiến ra con Baron thứ ba của ván thi đấu này. Và lượng tầm nhìn hiện tại của KDF vẫn còn một con mắt cắm tại khu vực hang Baron để xem tốc độ ăn Baron của đối phương là như thế nào. Họ sẽ từ từ đi ra và thực hiện những pha cấu rỉa trước tới từ Leaper. Và Andy cũng đang có định lượng góc để góc vòng của anh ta khó chịu hơn, nhưng bị dựng tường khép góc bởi Showmaker sát thương ăn Baron tới từ DK. Nó là đủ, họ sẽ có Baron. Kingan đang bị khóa, anh ta dùng thu diều nổ đẩy đám đông ra, nhưng anh ta dính xuyên tâm kích rồi sát thương khá lớn đến từ Bulldog. Không có tường nữa và bên phía của DK đang cần phải rút lùi. Hai đội vẫn đang giành giữ nhau, nhưng có vẻ như KDF đang là người làm tốt hơn ở khả năng cấu rỉa và họ bắt đầu mở rồng rồi. Lucid vẫn còn đủ lượng máu để anh ta có thể ở lại rồng, mặt đất dậy sóng được bung ra. Dudu đang bị bắn bởi Aiming. Trừng phạt, không có trừng phạt thành công nào đến từ cả hai người trên rừng, mà đó là rồng ngàn tuổi thuộc về Bulldog. KDF có được con rồng ngàn tuổi và ngay lập tức khi mà Lucid nằm xuống, DK rút lui về. Với tầm nhìn hiện tại thì Diplettia biết rằng đối phương đã ăn Baron với tốc độ như thế nào, nhưng việc can thiệp của họ sẽ là ra sao để dựng tường tới từ Showmaker. Nhưng vẫn có sát thương tới từ Bulldog để ăn Baron, và Curse cũng có sát thương Baron thuộc về bên phía của Quang Đông Freak. Và họ đang có suy nghĩ đánh ngược trở ra hay không đây. Họ quyết định là rút lui một cách an toàn để kiểm soát lính được cánh cái đã.
và cùng xem là đội hình hai xạ thủ của KDF họ sẽ có khả năng giao tranh như thế nào với bộ lại Baron cùng với dòng linh hồn rồng của họ. Với kho đồ 6 món thì ba dòng lửa sẽ rất tác dụng. Kinh ngưng có một pha make play, Kurt bị hất tung, Kurt chết dây. Đó là một tình huống make play rất tốt đến từ Kinh ngưng, và đó là thang thang mình xuống. Dudu đang bị bàn, Dudu giảm cầm một người về, và đó là Showmaker nhấn kíp đầu gối từ Showmaker, và anh mình đang free shot từ đầu đến cuối. Bulldog bắn ngược trở lại đẩy anh mình ra, nhưng đó là Andy bị kẹt lại. Andy lên bảng điểm số mạng thứ hai dành cho vị trí của Kinh ngưng. DK đang muốn tấn công nhưng Lipper đã vỡ kill, hai phát bắn tâm lý liên tục để anh ta có được cú double kill, và Aiming đã nằm xuống rồi. Cùng ánh sáng không thành công, không sao cả. Quang Đông Freak hạ gục thành công Aiming, hạ gục thành công Showmaker, và họ sẽ có chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên. Một chiến thắng nghẹt thở sau 48 phút dành cho Quang Đông Freak, khi mà đó là một pha giao tranh mà họ mất người đi rừng ở ngay thời điểm mà con Dragon của Kingdom tạt cánh. Một pha tạt cánh có thể hủy diệt cất ngay lập tức tới từ Kingdom, nhưng khi đội hình hai xạ thủ của Quang Đông Freak vẫn có sát thương tuyến sau dành cho họ thì họ vẫn có thể giao tranh thắng được. Và không phải là Bulldog lên tiếng mà đó là Lipper với con Eril cuối chân của anh ta. Mặc dù không nhận được nhiều tài nguyên, mặc dù không phải là một carry mạnh về dạng late game, nhưng anh ta vẫn triển khai sát thương rất tốt với linh hồn dòng lửa và ba dòng lửa. Những kỹ năng định hướng của Lipper đã kết liễu được Eming, và Eming không dùng được phép bổ trợ tốc biến. Con bài tăng thêm một chút các công cụ mở, một là Rell, hai là Alistar mà thôi. Rell thì sẽ có áp lực sớm hơn so với Alistar, đặc biệt là những cấp độ đầu tiên thì Alistar rất là yếu và sẽ không thể đẩy lại so với cặp đôi Jerry và Raka ở bên kia được. Rell là lựa chọn hợp lý hơn và nó cũng sẽ cung cấp cho bên phía của con Đông Phích cái thứ mà họ đang thiếu, tức là khả năng mở giao tranh và khả năng êm mục tiêu. Vẫn sẽ có rất nhiều CC ở trong phần đội hình bên phía của KDF mà Aiming sẽ cần phải lo ngại. Một cú phản công đến từ rác của Dudu, thêm những cú làm choáng tuyệt mạnh vào đến từ Kurt, quang địa chấn vào của Bulldog, hay những cú combo đến từ Andy nữa. Để xem ván đấu này, đội hình vẫn đánh xoay quanh Jerry của Aiming sẽ phát huy hiệu quả, hay sẽ là một đội hình có khá là nhiều co, cả đường trên và đường dưới đều có chủ lực đến từ Quang Đông Freak. Đây là một kèo đấu mà yêu cầu sẽ cần phải có đôi chút lợi thế dành cho Jack khu đường trên của Dudu để anh ta có thể áp lực cánh đẩy lẻ. Rồi, một ván đấu mà sẽ có một chút thay đổi đến từ Quang Đông Freaks. Họ sẽ đúng như Tùng nói là không đánh co đường giữa hạng nặng nữa, sẽ làm con Talia hỗ trợ hai cánh, để xem là cách hỗ trợ hai cánh của Showmaker và Bulldog có gì khác nhau ở ván đấu thứ hai này hay không. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu thứ hai giữa hai đội. Ván đấu thứ hai giữa trong BO3 giữa Diplusia và Quang Đông Freaks trong khuôn khổ FCK mùa hè năm 2024 trên kênh 6 của FCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm những cái lượt tương tác cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và YouTube. Một ván đấu mà lâu lắm rồi mới thấy con TF trang phục của Showmaker, và nó nằm ở trong khu vực đứng giữa luôn. Phút thứ 6 là một khoảng cách rất lớn đến từ hai xạ thủ. Showmaker có chiêu cuối ở cái thời điểm cấp độ 6 này, và DK thì đang nắm tầm kiểm soát ở cánh dưới, không có lý do gì để Lucid không mở rộng cả. Đường dưới đẩy đường và thắng đường tới từ bộ đôi Aiming và Kaling. Đường giữa thì Showmaker đang có cái ngưỡng năng lượng tốt hơn rất nhiều so với Thalia của Bulldog, và đó là những tiền đề để giúp cho bên phía của Diplusia hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên trong ván đấu này. Và nên nhớ trong đội hình bên phía của Diplusia có một con Twisted Fate sách phép nha, tức là đến giữa trận nó sẽ có thể tạo ra những pha xử lý với hai trừng phạt tại các mục tiêu lớn dành cho bên phía của DK. Cú chiêu cuối định mệnh được dùng đến từ Showmaker, nhưng đó là một pha chiêu cuối rất nhanh tay từ Bulldog, nhưng sau khi dùng chiêu cuối thì anh ta hết năng lượng luôn rồi, và người chơi đi rừng của Diplus chính xác lên bên phía của DKDF phải dùng tốc biến để rút lui, vì anh ta mới chỉ cấp độ 5, chưa có tuyệt mệnh để rút lui. Kiểm soát xong rồng vẫn lên cánh trên và có được ít nhất là một sâu dành cho Lucid. Trừng phạt luôn đấy từ Lucid, anh ta sẽ không có trừng phạt trong pha này, nó sẽ giữ lại được con sâu thứ hai. Sâu thứ ba khả năng cao cũng sẽ thuộc về bên phía của Quang Đông Freak mà thôi, khi cánh trên Kingdom đang phải đón một thân lính đẩy khá lớn vào đến từ Dudu. Pha từ từ đã. Cớt ham à, muốn ăn ham cả cua nữa, và anh ta bị đấm vào, mới cấp 5 và nằm xuống bởi vì không có tốc biến nữa. Mạng chiến công đầu dành cho Lucid, cánh dưới có pha 2-2. Lipper bị hất tung lên, Lipper mới chỉ cấp độ 5 mà thôi, anh ta không có bão tố nổi dậy. Và bộ đôi bên phía của DK có một cái ngưỡng sức mạnh tốt hơn khi mà mình lên cấp 6 trước so với xạ thủ của Quang Đông Freak. Hồi chiều sẽ giúp cho Kingdom liên tục có những pha đẩy đường, và năng lượng với nước mắt nữ thần của anh ta cũng đang bắt đầu tích số rồi. Khó cho Dudu rồi, phải bỏ qua tới hai tân lính chỉ để rút lui, và đây sẽ là lợi thế cá nhân dành cho Kingdom. Anh ta có đòn phủ đầu và cái pha hack tiền đến đòn phủ đầu nó cũng là rất tốt nữa. Hất tung thành công vị trí của Andy đến từ Kelly, và ngay lập tức phải mất cả
chiêu cuối của Leaper và Thanh Tẩy để có thể rút lui về pha chiêu Long Vũ không gây ra được quá nhiều áp lực với Aiming. Cứ có chiêu là Aiming anh ta sẽ dùng để có thể áp lực, ít nhất là lấy máu của Leaper, lấy chiêu của Leaper và tăng thêm cái điều kiện thắng mà EK đang xây dựng ở cánh dưới. Bắt đấu đang nghiêng về bên phía của Dplusky, lượng tiền ở phút thứ 10 là 2000. Showmaker thì vẫn đang rình rập với những pha mà anh ta dùng định mệnh và đây sẽ là pha đáp xuống. Không có Thanh Tẩy, không có tốc biến, bị hất tung sau bài vàng và đánh tay liên tục. Showmaker sẽ có mạng cũng như không, mạng dành cho cái thiêu đốt à, không, kéo lên ăn mạng với một đánh tay. Còn Andil góc này thì sao đây, nên nhường mạng và mạng được nhường dành cho mình. DK đang cho thấy khả năng kiểm soát ván đấu đầu trận của họ là tốt hơn hẳn so với những gì mà KDF có. Cớt có mặt quá trễ rồi. Và con rồng nguyên tố đầu tiên thì KDF không đủ tốc độ để có thể kiểm soát nó, do là hai đường cánh dưới của họ liên tục bị đẩy đường trước. Đường giữa là kèo thua, đường dưới cũng là kèo thua. Và chẳng có ai hỗ trợ dành cho Cớt trong việc kiểm soát cả. Một ván đấu đã khác đi hoàn toàn so với những diễn biến của ván thi đấu đầu tiên, khi người chơi đi rừng của KDF không làm tốt trong việc kiểm soát mục tiêu vì các đường của anh ta thua. Và lúc này thì họ lại tiếp tục có ý định khởi động con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu. Nhưng nên nhớ đây là con rồng nước, nó có khả năng làm chậm. Và DK vẫn đang đầy đủ tài nguyên để có thể giao tranh. Rồi, Aiming đẩy trước. So với Leaper bắt buộc phải buông bỏ quay lính, Andil đứng dình với tình huống đang nhắm vào phía của Aiming và Lucid. Con rồng có khoảng tầm 1k máu, k6 máu, trừng phạt chưa được bung ra đến từ cả hai người. Mặt đất dậy sóng và trừng phạt thành công đến từ Cớt. Và dùng mặt đất dậy sóng để rút lui đến từ bên phía của Quang Đồng Rick. Họ thành công với pha kiểm soát rồng. Đại bác với bài vàng rồi Rakan mở, Vi mở, rất nhiều công cụ mở. Và đây là một pha chủ động tấn công trước tới từ bên phía của Dplusky, nhưng Andil không nhận quá nhiều sát thương cho pha này. Anh ta đang đi cổng công nghệ để vòng ra phía sau đường đối phương. Sứ giả được triệu hồi ở ngay thời điểm con rồng nguyên tố vừa xuất hiện. Và thụ đang không còn nhiều máu tới từ bên phía KDF. Jack lại không phải là vị tướng có kỹ năng dọn đường quá tốt. Andil vòng sau. Chiêu cuối tới từ Bulldog à? Bulldog đặt tường ra, áp lực vào sứ giả. Andil bị mở, anh ta mở ngược lại với xuyên tập kích, hắc kịp thời rút lui. Kingen thùng rượu thường lăn vào làm chậm thành công. Thùng rượu đổ đâu? Thùng rượu đổ chưa tung ra, thùng rượu đã đẩy sát vị trí của Andil vào tường và không có tốc biến nữa. Andil bị bắt lại vì trong tay của Lucid có mạng. Trụ thứ nhất khu vực đứng giữa hình như là nó đã nổ rồi thì phải, với cú húc đến từ sứ giả. Một chấm máu. Không, chưa nổ, một chấm máu. Nhưng dù sao thì cái trụ đấy không chóng thì chày, nó cũng nằm xuống mà thôi. Và DK có thêm một mục tiêu lớn nữa, đó là con rồng nguyên tố thứ ba. Đang là người bị tấn công, Jerry của em mình kích hoạt đến đà đỉnh điểm. Dudu còn tốc biến và anh ta thậm chí có thể rút lui với nhảy và nện. Và sau đó là một pha phản công có định mệnh kích hoạt, mất máu là quá nhiều. Tới từ Leaper, anh ta phải dùng cú chiêu cuối nhưng mở đẹp đến từ vị trí của Andil. Quang địa chấn bồi vào và mỗi bên đã có được cho mình đó là một mạng hạ gục. Và sau đó tiếp tục tấn công đến từ phía Dplusky với một khoảng trống lớn để mình có thể được xả sát thương. Thì đó là một đổi hai tới từ đường trên của Dplusky. Đi chặn đầu à? Mình pha vừa rồi di chuyển rất ghê, nhưng anh ta cùng với lại Kingen vây bắt vào con rắc của Dudu. Anh ta nhấn cái cổng thông đạo bóc đầu một con rắc. Thường chúng ta thấy rắc bọc đầu xạ thủ nhưng bây giờ là ngược lại các bạn ạ. Và đó là một tình huống mà mình xử lý tốt. Anh ta không nằm xuống, vẫn hai phép bổ trợ không sao cả, vẫn có mạng. Và Leaper nằm xuống cùng với Andil, lợi thế về người. Và DK đang triển khai cánh trên với tình huống trực tiếp để cắt cổng không đảo. Cớt còn tốc biến, Cớt dùng tuyệt mệnh trước. Anh ta còn tốc biến nhưng anh ta bị thả diều bởi Showmaker. Bài vàng quăng liên tục và đây là lý do tại sao mà Showmaker có được trang phục vô địch của chung kết thế giới 2020. Và anh ta giúp cho DK lấy mạng người chơi đi rừng của đối phương cùng với con vi của Lucid. Cùng với đó là một lợi Baron ở ngay thời điểm phút thứ 25 này nằm trong túi của DK rồi. Tình huống trừng phạt để ngắt cú di chuyển cổng thông đạo của Cớt rất tốt tới từ Lucid. Và khi bắt lẻ thành công người chơi đi rừng đối phương thì đây sẽ là Baron dành cho DK mà thôi. Họ đang bị tấn công khu vực đứng giữa. Kingen đang là người về để phòng ngự trụ không còn nhiều máu. Khu vực đứng dưới đang có một cánh đẩy đến từ Dudu để có thể gỡ lại trụ. Và đây là thùng rượu nổ tốt tới từ Kingen. Anh ta lao thẳng vào lấy máu Leaper. Leaper không còn phép bổ trợ và cũng không có chiêu cuối. Anh ta lên bảng đếm số rồi. Dục dịch chuyển bọc sau, đó là một cú dịch chuyển tới từ Twitter Fed của Showmaker. Anh ta đứng ở ngay cổng thông đạo với cái bài vàng. Bulldog đáp thẳng xuống vào cái bài vàng của Showmaker và anh ta có lẽ sẽ phải lên bảng đếm số mà thôi. Cũng có thêm một người đi chung với lại vị trí của Bulldog trong pha này, đó chính là Andil. Andil nằm xuống, double kill dành cho em mình. Showmaker nói rằng là không ai thoát được trong pha vừa rồi cả. Anh ta dùng cái bài vàng đứng sẵn ở cuối của cái cổng thông đạo, ném bài vàng đầu tiên vào người của Bulldog, hạ gục Bulldog, giữ cái bài thứ hai, đợi Bulldog nằm xuống, ném tiếp vào Andil và cố lại mạng giữa dành cho Aiming. Và chúng ta cùng nhìn lại cái tình huống mà AD bọc hậu của Aiming. Anh ta tấn công vào Dudu, lăn thùng rượu thường rất khó chịu để khép góc. Dudu phải lách trái lách phải và anh ta bị chậm cái nhịp di chuyển về. Và trong khi đó là pha mở rất nhanh đến từ Kingen, cú lăn bụng tốc biến Leaper kịp thời tung bão tố đổi dậy. Nhưng cú tốc biến thu lông của anh ta thì nó lại vào người của Showmaker. Anh ta tốc biến thẳng vào mặt của một con TF đang cầm bài đỏ và anh ta nằm luôn. Hai mạng dành cho DK. Họ tiếp tục dấn lên cánh trên với một tình huống vây bắt thành công được con Virgo trong tay của Cớt. Và sau đó là Leaper lại tiếp tục bị đẩy về bởi Kingen với cái thùng rượu nổ. Kingen đang có một ván đấu Ragas thi đấu rất hiệu quả. Còn Showmaker thì chứng minh rằng như tôi đã đề cập,
Đây là lý do tại sao mà anh ta có được trang phục vô địch chung kết thế giới với con TF của mình. Cái bài vàng trước này. Rồi, quay cái bài vàng thứ hai, né nhẹ quang địa chấn. Quay cái bài vàng thứ hai, ném thẳng vào điều hai mạng. Rất đơn giản, trông nó cực kỳ là nhẹ nhàng và rất chill đến từ Showmaker. Một ván đấu tuyệt phết bất tử của Showmaker với 0-0-7 kể đây. Và đây là một tình huống định mệnh, bài vàng quăng thẳng vào đầu của Andy. Còn tốc biến còn chưa cuối nhưng chắc là khỏi dùng rồi. Để pha sau mà thôi. Mahagong giành yellow ship, phía bên kia cũng đang có một pha giao tranh nhẹ nhẹ diễn ra giữa Emin Kaling cùng với Kurt và cả Leaper. Nhưng rõ ràng KDF không phải là những người có được ưu thế ở tại thời điểm này. Một pha chặn lính farm cực kỳ ngông tới từ Emin. Và anh ta đúng là có cơ sở để làm điều đó vì đứng kế bên anh ta đang là rất đông các thành viên bên phía của D+KR. Showmaker cùng đường trên. Phần còn lại của DK đang để ở khu vực đường giữa. Lính đã bị đu đu chặn ở khu vực đường giữa thì họ chuyển lên khu vực đường trên mà thôi. Rất nhanh với tình huống mà mở vào từ Lucid, tôi không thấy Bulldog đâu nữa. Cả Leaper bung chiều cuối thủ lồng ngược về nhưng anh ta lại tiếp tục bị áp lực bởi Showmaker. Còn TF Showmaker quá khó chịu, nhấn nhẹ cái đồng hồ tránh sát thương của chủ với cú double kill dành cho vị trí của anh mình. Và đây sẽ là tình huống kết liễu ván đấu ở ngay thời điểm phút thứ 27 dành cho bên phía của D+KR. Họ trở lại rất nhanh ở ván thi đấu thứ hai sau khi nhận một cái thất bại tương đối là đáng tiếc ở ván thi đấu đầu tiên. Ấy mình đang có góc bán Showmaker thấp máu, có bài vàng trong tình huống này mặc dù là hết năng lượng nhưng vẫn quăng bài vàng cho nó máu. Còn Đu Đu và Andil thì sao đây? Họ đang cố gắng ôm nhau để phòng ngự cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng. Nhưng DK đang không muốn buông tha cho bên phía của Quang Đông Freak. Họ còn thời gian một lại Baron. Họ băng thẳng vào hạ gục thành công Anil. Dudu bị làm chậm bởi thung dương thương, bị hất tung lên và chuẩn bị nằm xuống. Sau cái phản công của mình, cắm mắt nhảy về vẫn ăn bài vàng và bị giữ chân lại. Dudu mua cả dược phẩm luôn để có thể cố gắng sống sót. Nhưng anh ta bị đẩy về, anh ta vẫn sống. Một chấm máu đến từ Dudu không nằm nhưng nhà chính đã nổ và DK cân bằng tỷ số một đều. Một ván đấu hủy diệt đến từ bên phía của D+KR và bắt buộc chúng ta có ván thi đấu thứ ba để phân định thắng bại giữa hai đội này. Một con rách cố gắng giữ mạng và KDA cuối cùng của Dudu là 0-0-0. Một ván đấu mà quá khó dành cho Dudu để có thể tác động tới ván đấu khi anh ta gặp kèo khó với Kingen. Và phần còn lại của D+KR trong ván thi đấu thứ hai đã đánh cực kỳ hay với một con Twitch of Fate được lựa chọn ở tại khu đường giữa bất ngờ trong tay của Showmaker. Và nó đã có được cái mức độ hiệu quả là quá cao ở trong ván thi đấu thứ hai này. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn ở ván thi đấu thứ ba để xem ai sẽ ra về với một điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là đội hình của Quang Đông Freak loa lao vào có mạnh hay không đây? Họ lao vào cũng khá mạnh với Poppy, với Yone, với Leona thì hóa giải bằng một con Reta Class dành cho Kaelin. Thêm vào đó là những cái áp lực đi đường đến từ hai con tướng tay dài của DK ở cánh dưới, đó là Kalista và Reta Class. Cái khả năng đẩy và khả năng chase hit của cặp đôi này sẽ là ấn tượng hơn so với SP và Leona. Đứng giữa cũng sẽ là một cái kèo mà Bulldog sẽ cần phải khóa chặt Showmaker lại ở đứng giữa lại. Nếu mà không thì Showmaker anh ta có thể di chuyển sang hai cánh và đặc biệt là xuống cánh dưới với cái điều kiện thắng xoay quanh con Kalista sẽ thực sự là rất nguy hiểm đến từ D+KR. Thì cùng xem là ván thi đấu thứ ba này, đội hình Winland Win Game của D+KR đánh cùng với một đội hình đánh chậm, đánh giao tranh của các thành viên Quantum Freak thì bên nào sẽ có được khả năng triển khai điều kiện thắng tốt hơn? Ván đấu quyết định trong kèo đấu BO3 của đối đầu giữa Quang Đông Freak và D+KR trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport chuẩn bị được bắt đầu với KDF ở bên phía của đội xanh và D+KR chuyển sang bên phía của đội đỏ. Để xem là đúng như Tùng nói, đội hình Winland Win Game đến từ bên phía của DK sẽ phát huy được hiệu quả hay sẽ là một đội hình đánh có vẻ như là bảo kê Leaper đến từ Quang Đông Freak với khả năng cấu rỉa tầm xa trước giao tranh sẽ phát huy được tác dụng. Nhưng lần này thì vi của Lucid không thọt nữa, di chuyển xuống cánh dưới, kiểm soát mục tiêu. Đó là con rồng nguyên tố dành cho bên phía của DK. Mặc dù chưa có được một tình huống tấn công nhưng ít nhất là về mặt kiểm soát Lucid đang làm tốt hơn so với lại Morgana của Kurt. Và tiền đề để anh ta có thể làm được điều đó, thay đổi cái kết quả cùng một kèo đấu so với ván thi đấu đầu tiên là ở chỗ đi đường. Khu vực đường dưới D+KR có một cặp đôi mạnh, đường trên của họ cũng có một con Renton siêu khỏe của Kingen. Và điều đó giúp cho họ có những đường thắng. Showmaker cũng có những tình huống đẩy đường tốt khu vực đường giữa. Bulldog thì anh ta đang farm cực kỳ ổn, nhưng việc đẩy đường với Thalia ở khoảng thời gian ban đầu là tương đối khó khăn. Một pha lao lên tới từ Kingen với cú đớp nộ và Bulldog đã phải dùng cú chiêu cuối để rút lui. Chắc chắn là phải đoạt mệnh pha đó rồi, pha đó mà ăn một cái đắp nộ thôi.
sẽ là một cú đấm thẳng mặt vào, chưa kể là quang địa chấn đến từ vị trí của Showmaker nữa, một cú quăng vào thẳng cái thảm làm choáng thành công Bulldog, bắt buộc phải giật đập hồn ngược lại sau cái tình huống chê hit. Là mục tiêu thứ hai sẽ là lượt sâu hư không đầu tiên với việc là kiểm soát trước của Lucid, và với việc Morgana của Cơ đang ở cánh dưới thì đây sẽ là ba sâu dành cho DK rồi. Cánh dưới liệu có đánh nhau hay không đây? Kellyn có tốc biến dính khóa bóng tối, ăn thiêu đốt đẩy vào di chuyển hoặc qua từ đến từ Lipper về dạng cứu cánh nhưng mà không cứu được. Pha vừa rồi thì giày vò không đủ sát thương đến từ ấy mình. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà Kellyn nên dùng cú tốc biến của mình, phản xạ của anh ta là khá chậm trong pha vừa rồi nha. Đúng cái ngưỡng sức mạnh gọi là mạnh nhất đến từ đội hình của DK luôn. Vừa sau gươm xuyên vòng của Aiming, buộc bỏ là rất hợp lý đến từ Quantum Freak. Và để xem là cái việc buộc bỏ này thì họ lấy được cái gì. Mà bởi vì là bạn đã dùng dịch chuyển xuống cánh dưới và buông sớm quá, cho nên là DK chỉ đơn giản là họ di chuyển ra thôi. Nhưng mà KDF vẫn không từ bỏ. Đu đu tay lên xuống bot, đón tân lính, sau đó là đi bộ ngược lại và gọi là trong lừa có lừa. Quantum Freak lại là người mở sứ giả. Và liệu rằng Kingan có nhấn cú dịch chuyển để giao tranh 5v5 hay anh ta sẽ có một con mắt cắm ở tại bùa xanh đối phương, và anh ta nhấn cú dịch chuyển bọc ra phía sau để đối phương chiêu cuối tiếp cận tới từ Showmaker, trừng phạt tốt tới từ Curse. Nhưng người đã gặp nguy hiểm đó chính là Leona trong tay của Andy, quyết định bỏ qua Leona. Kingan tấn công thẳng với Lipper, phía bên này Yone lao vào đoạt mệnh nhưng không có đủ sát thương dứt điểm, và người đã bị kẹt lại đó là Dudu còn tốc biến. Anh ta đang bị tấn công, anh ta dính rất nhiều giáo, và đó là mạng dành cho mình, đổi lấy một con sứ giả dành cho KDF. Tôi nghĩ rằng Quantum Freak cũng hài lòng thôi, bởi vì họ có thứ mình cần, đó là con sứ giả và hạn chế đi cái khả năng ăn sứ giả thả đứng giữa đến từ bên phía của Diplosia. Nhưng với 4 sâu hư không thì DK cũng có được một cái khả năng lấy công trình là khá nhanh, và bắt buộc thèm ép thêm một cái dịch chuyển nữa đến từ Bulldog để giữ cái trụ này. Vipper cũng ra để có thể dọn dẹp thân lính. Pha này thì nếu như anh ta vào sâu, anh ta có thể gặp nguy hiểm với cái lượng hiệu ứng và cái sát thương trả ngược trở lại đến từ Aiming. Aiming có thêm một cái cung gỗ nữa để hướng tới cho mình cùng Dawn Wilson, và đang mở rộng đến từ bên phía của Diplosia. Không có dịch chuyển, Bulldog đang phải đi bộ xuống, trong khi đó Kingan đã đi bộ xuống ở một cái khoảng cách khá là gần rồi. Và nếu như giao tranh trong tình huống này thì có vẻ như ở cái nhịp đầu thì KDF sẽ mất người. Họ đang thiếu người và Dudu bắt buộc phải rút lui về, nhưng cú đấm đến từ Lucid của Lucid đã hụt rồi. Cú ánh sáng bung ra nó không trúng ai cả, nó trúng một chút vào Kingan nhưng không mất quá máu quá nhiều. DK đang muốn dựng tường, họ tấn công thẳng mặt luôn, tốc biến bắt tay thành công, hợp chất điên loạn thảy ra, và đó là mạng đầu tiên khi Andy không có tốc biến, và anh ta dính chiêu cuối của Reata Class nằm xuống ngay lập tức. Nhưng DK thấp máu, họ cũng cần phải giật ra ngay lập tức khi mà đang đợi cho mình hồi lại những lượng chiêu thức. Và đó là một tình huống lên bảng tới từ Andy khi anh ta đâm vào hơi sâu, nhưng với cú thái rất là gian, 5 người, 4 người của anh ta thì đồng đội của anh ta lại có một ngưỡng máu nhỉnh hơn so với bên phía của Diplosia. Họ thả sứ giả gỡ được trụ đường giữa, và họ đang là những người khởi động con rồng này. Một con rồng mà tôi nghĩ rằng cả hai bên chẳng cần phải quan trọng ai ăn được làm gì cả, quan trọng là giao tranh như thế nào. Một cú đứt nỗ nhanh tay, nhưng đó là một pha thu hồn nhanh hơn đến từ vị trí của Bulldog. Và đó là một pha mất máu là hơi nhiều đến từ Dudu, nhưng anh ta còn tốc biến để rút lui. Sứ giả phán quyết được gồng tới từ Dudu nhưng nó không có địa chỉ. Và đây là rồng gió thuộc về bên phía của Diplosia, đánh tiếp với một cú chiêu cuối vào để cú chiêu Lucid đoạt mạnh cũng đẹp đến từ vị trí của Bulldog. Bulldog chặt chém, Bulldog có mạng, Bulldog có double kill. Anh ta giật ngược trở lại và anh ta vẫn đang tiếp tục quẩy tiếp, nhưng 1v3 là quá khó dành cho Bulldog trong pha này. Anh ta sẽ phải lên bảng đổi được tốc biến với mình mà thôi. 3 điểm hạ gục đổi lấy 2, và DK là người có được lợi thế ở trong tình huống đổi trang vừa rồi. Họ còn có thêm con rồng nguyên tố nữa, và đây sẽ là pha đẩy để lấy chủ đường giữa mà thôi. Bulldog lại tiếp tục có một ván đấu, anh ta rất cháy. Ván trước là anh ta gánh team với Tristana, ván này anh ta đánh tiếp với con Yone vẫn đang gọi là chơi hay ở trong cái ván đấu quyết định này. Ván đấu đang rất giống, không biết là nó có kéo dài như là ván đấu thứ nhất hay không, nơi mà Showmaker đang chuẩn bị không dính thiên đình kiếm rồi. Có thể kiếm hút đến từ vị trí ban điều và tả sư hút đột vào, nhưng không có quang địa chấn, nhưng có được cho mình định mệnh vây gọi vì trong tay Lucid vẫn nằm xuống. Ấy mình dính đoạt mạnh, anh ta có được bảo kê đến từ đồng đội và pha quang địa chấn. Anh minh anh ta vẫn đang ném được và cứu cái cứu được. Anh minh không cứu được anh minh rồi, nhưng kinh ngừng đang bơi giữa ba người bên phía của quang đồng Freak, có bạn đang dậy sóng quang địa chấn vào cái thiết đen của Curse. Block này thì Curse chuẩn bị nằm xuống theo với lại những người đồng đội, bởi vì đó là Kingan với pha bơi không thể tuyệt vời hơn. Triple kill dành cho Kingan, và đó là pha quét sạch dành cho DK ở cánh trên. Mặc dù là một tình huống thi đấu chủ động đến từ bên phía của Quang Đông Freak, tuy nhiên thì đó lại là một pha thiên đình kiếm mở hơi fail đến từ Endil. Rất áp lực với một con Raiden, hai món trang bị vào đây là ngưỡng sức mạnh đến từ thần cá sấu. Dịch chuyển Kingan đang ở góc bên trái, Showmaker ở góc bên phải sẵn sàng với pha chặn tường, nhưng sẽ chỉ đơn giản là một nhịp lấy tên lê, lấy đi dịch chuyển của Bulldog đến từ bên phía của Diplosia mà thôi. Họ thực sự là có sát thương Anbaron chứ không phải là không, nhưng đây là một pha tiếp cận tốt tới từ Bulldog. Anh ta tốc biến né quang địa chấn và anh ta solo kill Showmaker cho tình huống này. Tình huống xử lý cá nhân tới từ đường giữa của Quang Đông Freak để mở ra một con Baron dành cho họ ở thời điểm phút thứ 23. Nhưng liệu rằng họ có mạo hiểm tiến vào Baron hay họ sẽ đánh an toàn, họ quyết định chạy thẳng vào Baron để có thể khởi động nó. Rồi, Showmaker bị solo kill với một tình huống xử lý rất mãn nhãn của Bulldog.
4 đánh 5 đến từ bên phía Diplosca. Lucid có tốc biến, có chiêu cuối, có trừng phạt, và liệu có một pha tranh cướp tốt đến từ người chơi đi rừng của Diplosca sau khi đứng giữa ngoài 8-5 xuống hay không. Đấy, Bulldog không cho phép Lucid vào khu vực hàng Baron, và sẽ là Baron dành cho các thành viên bên phía Quang Đông Phích với tiền thưởng mục tiêu. Sau đó là họ rút lui về, thậm chí họ đánh ngược lại với cú Q3 đến từ Bulldog. Cùng ánh sáng bùng ra, Kingen mất rất nhiều máu rồi, anh ta còn thần cá sấu, còn tốc biến nhưng không thể bơi vào được, bởi vì lợi thế về người vẫn có dành cho Quang Đông Phích. Chỉ là một tình huống xử lý cá nhân mà thôi, nhưng nó mang lại mức độ hiệu quả rất cao cho tập thể của Quang Đông Freak. Và đó là con Baron mà bốn thành viên của DK đã không đủ sức để có thể giữ lại. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này. Tích lốc Q3 trước, sau đó thì xuất hồn đoạt mệnh tiếp cận, Q3 chém vào, và đó là một pha tốc biến né quang địa chấn sát thương với cú thu hồn của anh ta là đủ. Tình huống xử lý xuất sắc không vết xước tới từ Yone của Bulldog. Họ không còn dẫn trước quá nhiều về tiền, con số dẫn trước lúc này chỉ còn vài trăm tiền, một con số thực sự là không quá đáng kể. Và lúc này thì bên phía của DK vẫn đang trong thời gian ít nhất là những con tướng của họ vẫn khỏe nha. Kalista khỏe, Renekton vẫn đang ở thời điểm mà Kingen có thể quẩy được, và họ vẫn có cơ sở để giao tranh. Nhưng Bulldog không có phép bổ trợ tốc biến, anh ta bị bắt lại bởi tà xung đột, và anh ta vẫn nỏ tử thú, anh ta vẫn kịp đoạt mệnh hai người trước khi nằm xuống. Kingen tiếp tục quẩy với mong muốn Steyrak của mình, anh ta mất máu nhiều dính cú khóa đến từ Kurt, và anh ta có lẽ sẽ bị shutdown chàng. Anh ta vẫn cắt qua một chấm máu phía bên kia. Emming hàng công thành công Leaper, Emming vẫn còn sống, khả năng tấn công đến từ phía DK vẫn còn ở đây. Họ chuyển sang tấn công Annie, một Leona không có sát thương. Kingen vẫn sống với một chấm máu phi tạch liên tục tới từ Showmaker, gặp khiên đen và không đủ sát thương tới từ Showmaker để có thể lấy thêm mạng. Nhưng bên phía bên này thì Kingen lại có mạng của Leona trong tay Endil. Và như đã nói thì đây vẫn đang là thời điểm mà những chất tướng Renekton chưa phải là hết thời. Vẫn đang là thời điểm mà Kingen quẩy được với thần cá sấu của mình, và anh ta ra vào giao tranh với một chấm máu không bị shutdown. Và về nhà đã có được cho mình đó là một cái giáp thiên thần ở đồ thứ ba. Anh ta tiếp tục là người đi đầu tấn công, và Endil thì đây là mục tiêu hơi cứng một chút, nhưng Endil vẫn đang mất máu nhiều. Anh ta được búp khiên đen, anh ta thái dương Asan, anh ta lên bảng đến số chừa, anh ta bơi thẳng vào, và anh ta vẫn đang một chấm máu. Anh ta đã phải lên bảng đến số. Leaper bị bắt lại bởi Emming, và Emming kết liễu thành công xạ thủ của KDF phía bên kia thì cứu cánh. Liệu rằng có cứu được Emming hay không đây? Không cứu được Emming, nhưng phía bên này thì Kingen đang quẩy, và Bulldog đã lên bảng đếm số. Kurt có lẽ cũng sẽ đi theo mà thôi. Bốn mạng dành cho các thành viên bên phía Diplokia, họ đang đi lùng. Một con Poppy của Dudu không còn phép bổ trợ tốc biến nữa. Dudu chắc chắn là cũng đi rồi, bộ đỏ làm chậm liên tục đến từ Lucid với những cú đấm khá là chất lượng, và Kingen tới đáp nổ đánh tay, và đó sẽ là mạng dành cho người chơi đi rừng bên phía Diplokia để hoàn thành pha quét sạch. Những người chơi đang bị focus rất nhiều ở trong khoảng thời gian gần đây, khi mà Andil anh ta mặc dù là có cái nhật thực cũng khá là trâu, nhưng hết cái nhật thực là anh ta cũng chỉ là con tướng hỗ trợ, chỉ có một cái giáp máu uống mốc mà thôi. Còn Bulldog thì nãy giờ bị êm liên tục luôn, cứ có chiều là bên phía DK sẽ dồn vào người chơi đứng giữa bên phía Quang Đông, bởi vì họ hiểu được rằng là Leaper đang không có quá nhiều áp lực với con SP, và anh ta cũng bị áp lực khá là nhiều bởi cặp đôi Talia và Vi của Lucid cũng như Showmaker nữa, cho anh ta không ra bắn. Và bây giờ sẽ là DK ra Baron, tiếp tục sẽ là một pha kéo ra Baron đến từ cả hai bên. KDM sẽ cần phải mở tốt, còn bên phía của Diplosca sẽ cần phải đánh ngược ra Baron với một cái bắn đất dậy sóng chặn tường chắc chắn chuẩn bị được tung ra đến từ vị trí của Showmaker. Baron có khoảng tầm 6.000 máu chặn tường rất đúng bài đến từ Showmaker. Góc này Dudu vào một tình huống chiêu cuối khá tốt đến từ vị trí của Dudu, ngăn cản khả năng bắn đến từ vị trí của Aiming. Nhưng bên phía bên kia thì King cứ tiếp tục bơi vào, King bơi tốc biến đến từ King cứ tìm kiếm Bulldog. Bulldog cũng không được chơi game trong pha này rồi, anh ta cố gắng kích double ra vào, nhưng đó là cú double kill dành cho King. Sẽ là pha quét ba, quét 4 hoặc thậm chí là quét sạch khi Leaper đang bị Aiming truy đuổi. 4 người nằm xuống và tốc biến đến từ Aiming để dứt điểm thành công Leaper. Quét sạch lần 2 cho Diplokia, và họ sẽ là người thắng ở ván thứ 3 này. Kingen bơi quá khỏe với thần cá sấu bất tử của anh ta ở trong ván thi đấu quyết định, và giúp Diplokia có được chiến thắng vô cùng quan trọng. Một chiến thắng có thể gọi là 2 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là KDF. Một cặp trận BO3 hấp dẫn, và khi cần thì Kingen đã lên tiếng giúp DK giải khó ở trong một ván đấu mà họ đã có thể gặp những khó khăn ở gian giữa trận sau khoảnh khắc xuất thân của Bulldog. Nhưng khi Kingen bơi vào giữa đời đối phương lấy được nhiều tài nguyên, tiến sau thì mình cũng được bắn. Và chiến thắng 2-1 dành cho DK. Bật lên cho anh thà thôi, bởi vì đây chắc chắn là một điều gì cho con cá sấu không một vết xước. Kingen 809 là Kingen đến từ đường trên của Diplokia, và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho DK. Có những nỗ lực đến từ Quang Đông Freak, đặc biệt là Bulldog. Một respect dành cho Bulldog trong ngày hôm nay với một màn thể hiện Tristana ở ván 1 và con Yone cứu cả cái mid game của Quang Đông Freak ở ván thi đấu thứ 3. Nhưng nó là không đủ để ngăn cản mạch thắng của Diplokia, và chúc mừng DK với một tuần thứ 3 qua là chiến thắng thôi.